những nhà thám hiểm tài ba. Xin chào. Nhấn đây để đăng ký kênh nha. Yeah. Sức mạnh của màu hồng biến hình. Thuyền máy lốc xoáy đáng yêu. Cứu tôi với. Phao cứu sinh Vicky. Cứu tôi với. Những cái sừng của Stegosaurus phát sáng. Thật là thoải mái khi tắm nắng ở đúng đây. Đúng vậy, nắng mặt trời ấm quá ba ha. Ba, mấy cái sừng được tắm nắng, con cảm thấy rất hạnh phúc. Con đừng quên, lúc nào cũng phải giữ mấy cái sừng đó cho thật sạch. À, lại có thêm loại khủng long mới nữa nè. Là Stegosaurus. Nhìn mấy cái sừng của họ, tuyệt chưa kìa. Quá, là Stego. Tụi mình lại đó chào họ một tiếng đi. Được. Xin chào. Tụi mình là những nhà thám hiểm tài ba. Chào trước các cậu. Trước giờ tôi chưa từng thấy con khủng long nào như cậu. Tụi con đâu phải khủng long đâu. Tụi con chỉ tìm kiếm khủng long thôi. Tìm kiếm khủng long. Rất hân hạnh được gặp các cậu. Chào mừng đến dưới ngọn đồi nắng ấm. Ở đây ánh nắng mặt trời rất ấm áp. Phải đó, con cũng thấy đây có một sườn đồi rất là xinh đẹp. Bây giờ các cậu định đi đâu vậy? Tụi mình đang đi thám hiểm. Thám hiểm? Ba, có phải gia đình ta cũng đang đi thám hiểm không? Đi ra bãi biển chỗ có tảng đá lớn. Chỗ đó là chỗ nào hả ba? Ba quên rồi. Nhưng chẳng sao hết. Nếu giờ chúng ta quay lại thì cứ coi như là khám phá chỗ mới đi. Đúng rồi đó. Giáo sư biết là chúng ta đã tìm thấy được gia đình Stegosaurus. Chắc chắn là bác ấy rất vui. Giáo sư, tụi con đã tìm được gia đình Stegosaurus. Sao chứ, gia đình Stegosaurus sao? Đi hay, mở từ điển bách khoa toàn thư về khủng long ra nào. Stegosaurus sống vào kỷ nguyên Sura. Vì trên lưng của nó có những cái sừng lớn nên người ta gọi nó là thằng lằn mái già. Stegosaurus là một con khủng long xinh đẹp. Phải, họ có mấy cái sừng đẹp lắm nha. Giáo sư, mấy cái sừng xinh đẹp đó dùng để làm gì? Mấy cái sừng đó dùng để điều hòa thân nhiệt. Chúng sẽ làm mát cơ thể khi thời tiết quá nóng. Còn nếu vào trời lạnh, chúng sẽ hấp thụ ánh sáng mặt trời để làm ấm cơ thể đó. Đúng vậy, cả gia đình mình ai cũng thích sưởi ấm những cái sừng này dưới ánh nắng mặt trời ấm áp. Phải, thời tiết ấm áp rất phù hợp để tắm nắng những cái sừng xinh đẹp này. Có chuyện gì vậy? Mặt trời bị làm sao vậy chứ? Ba ơi, con lạnh. Có chuyện gì vậy? Có ai biết những làn khói này bắt nguồn từ đâu không? Làn kia kìa. Núi lửa hoạt động rồi. Làn khói bắt nguồn từ chỗ đó. Sắp bị không đóng băng rồi. Chúng ta phải đi tìm nơi có ánh nắng mặt trời. Nếu không thì gia đình của Tico đang gặp nguy hiểm. Tụi mình phải nhanh chóng tìm cách dập tắt đám khói đó càng nhanh càng tốt. Rõ. Những nhà thám hiểm lên đường. Min, sức mạnh xanh biến hình. Phản lực tấn công nhanh. Vicky, sức mạnh màu hồng biến hình. Thuyền máy lốc xoáy đáng yêu. Tomo, sức mạnh màu xanh biến hình. Xe nâng siêu mạnh. Red, sức mạnh màu đỏ biến hình. Xe đua tốc độ biến. Được rồi, tiến đến chỗ núi lửa hoạt động. Red à, đợi chút. Tụi mình bỏ đi khỏi nơi này như vậy, gia đình Stego có bị làm sao không? Có ai giúp đỡ họ không? Câu hỏi hay. Được rồi, tụi mình sẽ nhờ chị Mio đến đây giúp đỡ họ. Chị Mio ơi. Red hả? Có chuyện gì vậy? Gia đình Tico đang gặp nguy hiểm vì đám khói phát ra từ ngọn núi lửa. Chị có thể đến đây chăm sóc họ trong khi tụi em đi giải quyết đám khói được không? Tất nhiên là được. Để đó chị lo cho. Ba, chúng ta lên đường thôi. Được. Cũng may ngọn núi lửa không lớn lắm. Khói vẫn còn quá chừng. Nhìn kìa, làm sao tụi mình có thể dập tắt đám khói đây?
thử dập tắt núi lửa bằng nước coi. Vicky, cậu có thể giữ được rất nhiều nước đúng không? Đúng vậy, chuyện đó hãy để mình lo cho. Hey. Wow. Ồ, thật là tuyệt. Cậu ấy tròn như quả bóng vậy. Hả? Vicky. Lăn nhanh thật, hy vọng là mình có thể đuổi kịp cậu ấy. Hả? Vicky. Vậy giờ tụi mình sẽ đi dập tắt núi lửa bằng nước đúng không? Phải, chúng ta sẽ không tài nào có thể dập tắt nó hoàn toàn được. Nhưng chí ít nó sẽ giúp chúng ta thoát khỏi đám khói. Bắt đầu thôi nào. Vicky, súng phun nước. Không, giờ khói bốc lên nhiều hơn nó nữa. Nó được sinh ra từ hơi nước. Không được rồi, Vicky dừng lại ngay. Kế hoạch bất khả thi. Wow, thank you, Saurus. Giáo sư, bọn họ to lớn quá. Mọi người thấy lạnh lắm phải không? Tự nhiên thời tiết ảm đạm một cách quá là bất thường. Trước đây đã bao giờ xảy ra chuyện này hay chưa? Tôi không nhớ rõ lắm. Tôi nghĩ hôm nay là ngày lạnh nhất từ xưa đến nay đó. Anh yêu à, anh thông minh lắm. Hả? Chúng ta phải tìm ra cách để sưởi ấm cho họ. Đúng vậy, chúng ta phải nghĩ ra cách nào đó. Tôi không có một cái mền đủ lớn cho một con Stego trưởng thành, nhưng cái cỡ nhỏ thì có đó. Dạ, cảm ơn chị. Chào cậu, cậu tên là gì vậy? Tên của em là Stego. Lạnh quá đi. Cảm thấy đỡ hơn chút nào không? Dạ, em thấy ấm hơn nhiều lắm. Cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ chúng tôi. Ba, hay là con đi pha cho họ vài ly cacao nóng nha. Ý hay đó. Nếu có gió chắc sẽ tốt hơn. Nhưng ngày hôm nay trời lại đứng gió. Chuẩn đó, hay tụi mình tạo ra chút gió đi. Tạo gió. Chúng ta sẽ thổi bay làn khói. Đây là cái gì vậy? Đây là sữa cacao khủng long nóng. Uống thử một chút đi, nó sẽ giúp mọi người ấm lên. Wow, ngon quá đi. Ngon thật đó. Anh chưa từng nghĩ là trong đời mình lại được thưởng thức thứ gì mà ngọt ngào thơm ngon đến vậy đó. Mọi người thích thì tốt rồi. Nhưng không lâu nữa, mọi người sẽ lại thấy lạnh ngay. Ta hy vọng những nhà thám hiểm sớm tìm ra giải pháp. Được, giờ chúng ta chỉ có thể hy vọng siêu động cơ của mình có thể thổi được đám khói tan đi. Giữ chặt nha, Tomo. Được thôi. Hình như có hiệu quả rồi. Chết à, cố chút nữa đi. Có tác dụng rồi. Không được. Không, đừng đến gần tôi. Làm vậy cũng chẳng có tác dụng gì. Giờ sao đây, có ai có ý tưởng gì không? Nếu như mà không có mặt trời, gia đình của Tango sẽ... Tụi mình chẳng thể nào đấu lại được núi lửa. Thật ra tụi mình đâu có cần phải chiến đấu với núi lửa. Cho dù là có khói bốc lên từ chỗ núi lửa thì tụi mình vẫn có thể đưa gia đình Stegosaurus đến nơi có ánh sáng mặt trời. Phải đó. Giáo sư, chị Mio à, trở lại căn cứ đi. Vicky có một ý tưởng hay lắm đó. Được rồi, nghe rõ, ta sẽ quay trở về ngay. Đợi thêm một chút nữa nha. Tôi nghĩ là họ đang có một sáng kiến gì đó. Sắp xong rồi. Được rồi, xuất phát thôi. Wow,
Ba ơi, mẹ ơi, nhìn nè. Được, chúng ta đi thôi. Bây giờ chúng ta cố gắng thử lại lần thứ ba. Hy vọng lần này sẽ thành công. Wow, ấm quá đi. Cảm giác giống y như mặt trời vậy. Phải đó. Gia đình Stego không còn bị lạnh nữa. Đúng vậy, Vicky à, làm sao con có thể nảy ra sáng kiến này vậy? Nếu không có mặt trời, bác chỉ cần tìm những thứ giống như vậy. Otamosaurus mắt to. Khi bóng đêm bao trùm mặt đất, bên trong một hang động đáng sợ, có một thứ ánh sáng lung linh mờ ảo lóe lên trong bóng tối. Đó là cái gì vậy? Một con ma đang lơ lửng ở trên không trung. Một con ma đáng sợ. Có ma nữa sao? Mình sợ ma lắm. Đây đúng là một câu chuyện hài hước. Cái gì chứ? Cậu không thấy đáng sợ hay sao? Buồn cười quá đi, hài quá đi mất. Kể cho tụi mình nghe thử thêm một câu chuyện nữa đi. Các cậu có nghe ta nói rõ không? Hôm nay chúng ta sẽ thám hiểm đại dương. Mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng đi. Đại dương sao? Đi hay, sẵn sàng bắt đầu nhiệm vụ chưa? Giáo sư, sao phải khám phá đại dương chứ? Bởi vì ở đó có rất nhiều sinh vật kỳ thú. Wow, bây giờ chúng ta sẽ đi khám phá đại dương sao? Chắc là vui lắm đó. Được rồi, cùng thẳng tiến đến đại dương thôi. Wow, đẹp quá, quá, đẹp quá đây thôi. Được rồi, giờ tụi mình sẽ cùng nhau thám hiểm đại dương. Phải rồi, Bin không thể bơi được, chờ chút. Hả? Bác có cái này dành riêng cho cậu đây Bin. Cái chân vịt này sẽ giúp cậu bơi được trong đại dương nha. Giờ mình có thể bơi được trong đại dương rồi. Chắc là không vui lắm đó. Xem mà học hỏi đi Red. Đây là cách mà con Triceratops bơi. Để mình biểu diễn cho các cậu coi cách những chuyên gia lặn bơi. Xin chào. Wow, đây là sinh vật biển đầu tiên mà tụi mình nhìn thấy trong nhiệm vụ lần này. Xin chào, tụi mình là những nhà thám hiểm tài ba. Xin chào, tên của mình là Obi đó. Cậu có đôi mắt rất là dễ thương. Đôi mắt to đó mới đẹp làm sao. Thật vậy sao, cảm ơn. Giáo sư, tụi con đã tìm thấy một sinh vật biển tên là Obi. Hả, đó là một Ophthalmosaurus. Hả, Saurus? Là một loài khủng long sao? Không phải, đó là một ngư lông. Đó là một sinh vật sống dưới biển vào thời kỳ khủng long đó. Đi hay, mở từ điển bách khoa toàn thư về khủng long. Ophthalmosaurus là loài thằn lằn mắt to. Loài ngư lông này đã sống vào cuối kỷ nguyên Jura đó. Đúng vậy, con mắt của cậu ấy to thiệt đó. Loài Ophthalmosaurus có đôi mắt to, dễ nhìn thấy tốt mọi vật trong bóng tối. Rất vui được gặp cậu Otamosaurus. Được, giờ chúng ta tiếp tục thám hiểm đại dương đi. Được. Xin chào. Xin chào. Mình đi theo cậu được không? Tất nhiên rồi, thám hiểm mà có thêm bạn thì sẽ vui hơn mình mà. Mình biết một nơi bí mật có rất nhiều vỏ ốc xinh đẹp ở dưới đại dương. Cậu có muốn đi xem không? Được thôi. Đi thôi. Nhìn đi. Thật đáng kinh ngạc. Một hang động. Cậu có muốn đi vào
vào trong không? Mình rất thích đi vào những nơi tối tăm. Mình cũng thích đi đến những nơi tối nữa. Hy vọng là tụi mình sẽ gặp vài con ma. Ma hả? Không có đâu. Nếu mà có chắc là vui phải biết. Ở đây tối quá, nắm lấy cái đuôi của mình đi để cậu khỏi sợ lạc. Được. Nhớ bám chắc vào mình nha. Được. Wow, ở đây tối quá. Mình đang ở đâu đây? Oppy ơi, cậu đâu mất rồi? Mình chẳng nhìn thấy gì hết. Bóng đèn của mình. Hả? Sao không bật lên được? Nó có vấn đề rồi sao? Chẳng lẽ khi nãy mình té nó bị va chạm hư rồi sao? Vicky đang gọi. Vicky đang gọi. Có ai nghe thấy không? Hả? Vicky, chuyện thám hiểm sao rồi? Đang ở đâu? Sao mà tối quá vậy? Con cũng không biết nữa. Con đi vào trong hang động cùng với Obi. Mọi thứ đột nhiên rung lắc dữ dội khiến con ngất xỉu. Con vừa mới tỉnh lại. Tội nghiệp quá, hy vọng không bị thương. Ta và cả đội sẽ đến giải cứu ngay. Tuyệt. Chắc có lẽ con nên đi tìm Obi. Mọi người nhanh chóng quay về khu căn cứ. Vicky đã gặp nguy hiểm. Hả? Vicky mất tích rồi sao? Vicky không hề biết vị trí của mình đứng là đâu. Đi hay, nhanh chóng định vị Vicky. Hả? Gì chứ? Vicky đang ở trong bụng của Lexity. Hả? Lexity là con gì vậy? Đi hay, mở từ điển bách khoa toàn thư nhanh lên. Lexity là một loài cá khổng lồ sống trong kỷ nguyên Sutra. Đây là loài cá lớn nhất trong lịch sử. Nó lớn cỡ một con cá voi lượng đó. Hả? Lớn cỡ cá voi luôn sao? Như vậy thì Vicky đang gặp nguy hiểm sao? Phải giải cứu chị Vicky ngay lập tức. Được, lên đường. Wow, nó to thiệt đó. Xin chào, chào Lexity, nghe ta nói không? Một trong những nhà thám hiểm của ta không may chui lọt vào bụng cậu, cậu có thể há miệng ra không? Con nghĩ chắc không được rồi. Chúng ta có thể làm gì được đây? Để ta nghĩ coi. Hay là chúng ta tìm cách bắt nó mở miệng ra đi. Được, cùng thử cách đó đi. Vicky, Vicky, cậu có nghe mình nói hay không? Giờ cậu đang ở trong bụng một con Lexity. Giờ tụi mình sẽ tìm cách làm cho nó há miệng ra. Cậu cố gắng lại gần miệng của nó nha. Mình đang ở trong bụng con Lexity sao? Được rồi, tìm được Obi, mình tới ngay. Obi mắt to ơi, cậu đang ở đâu? Cậu ấy có thể ở đâu được? Hả? Hả? Obi mắt to ơi, cậu có ổn không? Có bị thương không hả? Mình ổn. Nhìn cậu không được khỏe cho lắm. Đừng có lo lắng, mình sẽ cứu cậu mà. Cảm ơn cậu. Làm sao tụi mình có thể làm nó mở miệng ra đây? Nó to quá đi à. Để mình thử coi. Sức mạnh khủng long bạo chúa. Không thể mở được. Sức mạnh của khủng long bạo chúa chắc vẫn chưa đủ. Giờ làm sao? Có rồi, giờ tụi mình thử chọc lấy nó đi. Mọi người sẵn sàng chưa? 1, 2, 3. Bắt đầu. Làm như vậy sao? Như vậy sao? Mình nghĩ ra nó quá dày, chọc lét vô hiệu rồi. Đúng là không có tác dụng rồi. Giờ phải làm sao đây? Ở trong cái bụng đó chắc cậu ấy sợ Vicky lắm. Vicky thích những câu chuyện ghê rợn, cậu ấy sẽ không sợ đâu. Có khi nào nó nghe mấy chuyện kinh dị thì hoảng sợ không? Có thể, Lexity không thích chuyện kinh dị. Chắc vậy đó Bin, để thử coi. Tối quá đi, chẳng thấy cái gì hết. Hả? Có ma sao? Hả? Ma ơi, đừng đi. Khi bóng đêm bao trùm khắp mặt đất, bên trong một hang động đáng sợ, có một thứ ánh sáng lung linh mờ ảo lé lên trong bóng tối. Chết ơi, có hiệu quả rồi, nó bắt đầu dao động rồi, tiếp tục đi. Cái này là...
cuối cùng cũng đến được miệng cá Lít Xích Thi rồi. Cậu không phải ma, mà là một con sứ. Một con ma đáng sợ đang lơ lửng trên không trung. Vicky, tụi mình cứu được Vicky rồi. Cảm ơn các cậu. Thấy cậu mình mừng quá à. Là một con ma. Ghê quá, ghê quá. Đó không phải là ma, là sứ được cõi gì giúp mình đó. Con ma nó ghê quá, mình sợ con ma. Obi mắt to ơi, cậu không sao chứ? Cậu đã cứu mình sao? Không phải, có một con ma đã cứu chúng ta. Có ma. Tập 12, Brachiosaurus cổ dài. Bãi cỏ này thật là rộng lớn. Đúng vậy, ở đây có rất nhiều khủng long. Đẹp quá đi mất. Ai dọa mình vậy? To thật quá. Nhìn kìa, đó là Brachiosaurus. Cô ơi, con cũng là Brachiosaurus. Con là Vicky, khủng long Brachiosaurus. Cô cũng là Brachiosaurus sao? Như cô làm gì có cái cổ dài như cô đâu. Cô nhìn đi. Bây giờ nhìn con giống Brachiosaurus rồi đó. Rất vui được gặp con. Brachiosaurus bé nhỏ, hay gọi cô là Raki. Chào cô, con tên là Vicky. Cô có muốn ăn thử một chút lá cây không? Loài lá này ngon lắm đó. Đau quá. Có chuyện gì vậy? Đau quá. Chuyện gì đang xảy ra? Có chuyện gì? Lưng của cô đau quá đi. Con cần phải chữa trị. Chữa trị hả? Dạ. Con nghĩ giáo sư của tụi con có thể chữa răng cho cô. Giáo sư là một chuyên gia giỏi. Cô hy vọng việc đó sẽ không đau. Hả? Wow, lớn thật đó. Chân của cô nhìn như đừng cục nhà vậy đó. Đừng chạy nữa nhóc à. Cô là cô chóng mặt đó. Cô có nghe cô nói không? Dừng lại ngay đi. Wow, nhìn kìa, một con Brachiosaurus thực thụ. Đi hay, từ điển bách khoa toàn thư về khủng long. Brachiosaurus là một loài khủng long ăn cỏ sống ở kỷ Sura. Nó có thể dài 26 mét và nặng 50 tấn. Vì vậy nó là một loài khủng long khổng lồ. Wow. Nó ăn 1 tấn lá mỗi ngày để duy trì cân nặng đó. Quên, thứ lỗi cho ta vì đã nói về cân nặng của một quý cô. Cô Fratky, cô đau răng sao? Hả? Ta có thể xem thử không? Ở đây có đau không? Không đau. Chỗ này thì sao? Không đau. Còn chỗ này thì sao? Giáo sư, đau quá. Binh, hãy mau chóng biến thành máy bay để cứu giáo sư. Được rồi. Giáo sư. Giáo sư, bác còn ổn không? Cô ấy phải chụp ít quang đó. Hả? Cô đã bị sâu răng rồi. Ở đâu vậy? Hả? Ở đâu? Chỗ này nè. Toàn màu đen thôi à? Đó là lý do nó đau sao? Bây giờ đã biết nguyên nhân gây đau răng, hãy bắt đầu điều trị thôi. Hả? Điều trị? Có đau lắm không? Đừng lo lắng, chúng tôi có thuốc gây tê nên sẽ không đau chút nào. Thuốc gây tê sẽ không làm cô thấy đau. Hả? Nó đâu mất rồi? Hả? Không có ở đây nữa. Hả? Không có thuốc gây tê, chúng ta phải làm sao đây? Vậy chắc là đau lắm đó. Đúng vậy. Vậy tôi sẽ không điều trị đâu, tôi đi trước nha, tạm biệt. Hả? Không thể được, nếu không điều trị ngay, cơn đau sẽ ngày càng nặng hơn. Hả?
Thật vậy sao? Ba ơi, sao chúng ta không tìm một loại thảo dược có thể làm thuốc gây tê? Phải đó, ý tưởng hay. Nó như vậy nè, hả? Nếu có thể tìm thấy loại thảo mộc này, chúng ta có thể làm thuốc mê rồi. Được, tụi con sẽ đi tìm thảo mộc. Đi thôi các cậu. Được, được. Đúng thôi. Những nhà thám hiểm lên đường. Lên đường. Hey. Dạ. Chú Pin, sức mạnh xanh biến hình. Phản lực tấn công nhanh. Vicky, sức mạnh màu hồng biến hình. Thuyền máy lốc xoáy đáng yêu. Tomo, sức mạnh màu xanh biến hình. Xe nâng siêu mạnh. Jet, sức mạnh màu đỏ biến hình. Xe đua tốc độ biến. Những nhà thám hiểm lên đường. Bánh xe của mình bị kẹt trong tuyết rồi, giờ phải làm sao đây? Mình cũng vậy. Khó di chuyển quá. Không dễ dàng gì bay dưới trời tuyết này. Hãy tiến về phía trước nào, những nhà thám hiểm. Trận báo tuyết rất lớn, mọi người phải cẩn thận. Hả? Mình nghĩ là nó ở đây. Hả? Tụi mình chia nhau ra tìm đi. Nó kia rồi. Phải nó không vậy? Hả? Phải, loại thảo mộc mà giáo sư đã vẽ. Mình sẽ thử bay lên để hái nó. Cậu không thể bay trong bão tuyết, việc đó rất nguy hiểm đó. Vậy làm sao tụi mình hái được nó? Mình sẽ làm. Mình sẽ thử leo lên chiếc đá và động cơ tu bao của mình. Chris, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xuất phát. Cố lên Chris, tiếp tục đi. Cậu sẽ làm được thôi. Cố lên. Chris. Chris à, cậu ổn không vậy? Mạnh à? Chris à? Thôi, còn đau nhiều không? Có. Ta sẽ cho cô một túi chườm đá. Ba ơi, cố gắng lên cô Rocky. Đặt nó lên ngay chỗ đau của cô Rocky đi. Dạ. Hãy. Lạnh quá. Giật hết cả mình à. Tôi xin lỗi giáo sư. Bây giờ chúng ta có thể làm gì? Hả? Đúng rồi, Vicky là một Brachiosaurus. Vậy thì sao? Loài này có chiếc cổ dài, và nếu cổ của Vicky dài ra, cô ấy có thể lấy được thảo mộc ở trên đỉnh núi cao kia đó. Một ý tưởng tuyệt vời. Được, mình sẽ thử. Mình nghĩ là có thể. Mình không thể, cổ mình không dài hơn được nữa. Phải rồi. Tụi mình phải hợp sức lại. Cô Rocky, cô Rocky, cô còn đau nữa hay không? Bây giờ nó bắt đầu ngứa. Bây giờ chúng ta có nên thử đánh răng không? Đánh răng hả? Ba ơi, chiếc bàn chải dành cho khủng long tới đây. Được rồi, chúng ta bắt đầu đánh răng nào. Bắt đầu đánh răng thôi. Bắt đầu với răng dưới bên phải nha. Dạ. 1, 2, 3, 4. Nào, tiếp theo là răng dưới bên trái. Dạ. Dạ. 1, 2, 3, 4. Được rồi. 1, 2.
Một chút nữa. Vicky, cậu có thể với tôi nói được không? Lại một chút nữa. Tụi mình thất bại rồi. Cậu chắc chứ? Có đau lắm không? Không có, không đau chút nào. Loại thảo mộc những nhà thám hiểm mang về phát huy tác dụng tốt lắm. Để ngăn ngừa đau răng, cô phải nhớ đánh răng đó. Nếu cô còn đau, cô có thể quay lại. Chúng ta có thuốc gây tê. Không đâu, cô không muốn điều trị nữa. Những nhà thám hiểm tài ba, xin chào. Nhấn đây để đăng ký kênh nha.